mặt tại xã Tốc Đán. Và hôm nay chúng ta lại trở lại với con đường huyền thoại của bản Cống Rua, xã Tốc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Và hôm nay thì có một sự khác biệt rất là lạ, đó là có một đoàn khách canh ở bên Thái Nguyên sang để tham quan và cũng như là trải nghiệm với bản làng ở trên bản Cống Rua. Hôm nay thì có rất là nhiều điều đặc biệt cho bản làng các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Hôm qua dã một cơn mưa khá là to, thế nên là xe các anh vào đây cũng khá vất các bạn ạ. Phải cài cầu, may là đi với hai con bán tải. Đây, xe này thì lên rồi đây. À, đi vào trong hết à. Đây, hiện tại thì anh em đã đến khu bản dưới các bạn ạ. Thế nào? Cảm giác thế nào? Quá tuyệt vời à? Có mạo hiểm quá không? Nói chung là phải nói là được đây, em ơi. Được à? Dạ. Cái măng à? Ừ. Không biết là mấy đồng chí làm ở đâu để em gọi xem là... Lúc nãy thì mình vừa mới liên hệ với bản mua một con dê. Chào anh. Anh em đâu hết rồi? À, Khu ơi! Ở làm ở đâu đây? Làm dê ở đâu? Là thịt dê ở đâu? Thịt dê làm ở đâu? À, làm ở đấy à? Lúc nãy thì các anh có đặt mua một con dê ở trong bản. Thế là bảo anh em là trưa nay làm cơm đây, cùng anh em. Măng thì vào làm luộc hay là xào ấy. Măng. Măng mới bị rau gì đấy đu đủ. Đấy. Ừ. Nói chung là cứ làm kiểu mua gì làm nhá. Này là luộc lên thôi. Ờ, luộc lên. Thằng Súa nó đi mua ấy rồi. Đang đi mua gia vị. Mua gia vị rồi. Anh em làm bên này à? Không phải, cái này là... Kia là con thứ hai, đã lên tới đây rồi. Cày cầu đi khá là trơn. Các anh ở bản chơi thì mình phải vào xem bà con làm cái đoạn cầu như nào. Hôm qua mình bảo nếu mà dỗi thì... À không phải dỗi mà nếu mà giải bê tông xong ở trên kia thì tiếp tục vào xuống cái đoạn cầu để sửa đoạn cầu. Hoặc là phá đường ở bên trên kia các bạn ạ. Qua máy nó làm mưa xuống đâm ra nó hơi nhe nhét một tí. Xin chào, chào nhá. Đường được ủi ra khá là rộng rồi. Bây giờ chỉ chờ đổ bê tông nữa là đẹp long lanh luôn những cái đoạn này. Đấy, các anh cũng vào để đi cùng để xem bà con đi làm đường như nào các bạn ạ. Một số anh thì ở dưới bản đi chơi trong bản. Hơi dính dép đấy anh ạ. Rất đỏ một tí đấy. Mấy đứa rồi? Đứa này đứa thứ mấy rồi? Đứa thứ tư à? Thế tôi bảo nhà này hình như có 8 đứa cơ mà. Phải không? Pâu à? Chi pâu khè. Chi pâu là không biết. Các bạn ạ, chi pâu. Cứ lên bản người Mông người ta nói là chi pâu là không biết. Chi pâu khè là không biết nói. À. Đây. Vào đến cái đoạn đường rộng thênh thang, máy xúc đào thì một cơn mưa buổi chiều hôm qua nó làm cho cái đường gọi là toàn đất đỏ dính thôi. Đi rất là dính chân các bạn ạ. Nhưng mà rộng rãi rất là đẹp luôn. Cái này toàn đất cũ nhá. Cái mặt này là mặt bất cũ, không có một tí tôn đất mượn nào ra đâu. Khá dính chân đấy. Hôm qua mưa to thế mà đất mới mà không thấy sạt xiếc gì. Đất này nó cũng xen đá các bạn ạ. Nên là cũng khá là ổn. Sạt thì chắc chắn rồi, tả ly cao như này thì chắc chắn nó sẽ sạt. Nhưng mà nó còn đơn giản gấp rất là nhiều lần so với cái công mở đường bằng tay. Nhưng mà sạt thì mình nghĩ cũng khó sạt đấy. Tại vì là đá nó xen lẫn nhiều quá. Nó không phải đất tinh, toàn đá thôi. Làm đến đâu rồi? Hả?
Sao? Sao lại khó làm lắm nào? Khó làm á. Đang làm dưới đấy à? Bây giờ đi đâu đấy? Bây giờ cua nó bỏ đi. Mổ dê gì? Mổ dê mà. Thế đi nhanh lên, nhanh. Muộn rồi. Mấy anh em đang làm một cái đoạn vách đá. Chỗ này không biết là đủ cho xe nó quay không ấy. À đây bà con đang làm đây. Vâng. Không, cái này là em sẽ đổ bê tông hết. Bê tông 1 mét dày 10 phân kia giống bên kia kìa. Em đang làm bên kia lên tận đỉnh cái dây cáp tới kia rồi đấy. Vâng, còn bây giờ là hôm qua máy múc mới làm. Chuyên chở cái gì đấy? Vật liệu, đây đây. Chở vật liệu từ đầu này vào. Có chuyển bằng qua đây được đâu. Chở vật liệu bằng cáp tời mà. Vâng. Đi làm nhưng mà bây giờ ra xem nhà cửa nào có gọi được thằng anh Giàng đâu. Đấy. Ra xem tập trung mà làm. Còn đường ở đây thì không cần đào lên cao quá đâu quá. Nó sẽ bắt thẳng xuống cái cầu cái kia à? Bắt thẳng xuống không đòn cái này thì nó thăn vào đi. Hử? Chào các bác nhá. Đây là các anh ở bên Thái Nguyên, hôm nay sang chơi với bà con. À đến chỗ này là vẫn chưa nối thân kia đúng không? Chưa nối, đoạn này đoạn khó nhất đấy. Đoạn này đoạn căng thủ nhất, bà con đang dọn phát để đào hết cái đất đi để mấy hôm nữa làm vào vách đá mà. Đấy, chồng có thổ chứ ư? Sẵn là con bỏ cứ đào hết đất, bao giờ đến chạm đến ấy đi. Đến đá đi. Thế thì trước đây bên kia mà muốn đi sang này lại phải đi lên ra kia. Đi bộ theo cái đường mòn mòn này này, đi bộ hết. Cái này là mới mở đấy. Đây trên này có 26 hộ. Nó nằm ở trên đỉnh kia. 5 đời rồi, 5 đời đi bộ rồi. Nhỉ. Đi bộ. Chỗ này xem mai ngày kia có cho máy múc vào đây múc chỗ này. Không múc được ấy. Hết cỡ rồi. Nó đứng ở đây này, cái máy múc nó đứng ở tận ngoài này này. Nó không vào đến cái chỗ mình đứng này luôn, nó bảo là hòn đá ở đây rất là to. Một khối đá to nó không phá được. Nó chỉ phá đến đây hết cỡ rồi. Nó làm hết cách rồi đấy. Phát chặt cái cây này đi. Cái cây gì đây nhỉ? Chặt đi. Ấy là bà cụ khi đi làm được cơ à? À chỗ này đất cũng nhiều phết đấy chứ nhỉ? Có thể là đất đến đoạn dưới kia đúng không? Thế là mình chỉ bắt vào đến đoạn đất thôi đúng không? Thế nhưng mà làm thế nào làm nó phải chắc nhá. Cái chân nếu mà mình cảm giác thấy nó ít đất quá mình bỏ đi hết. Đừng có dại mà gối lên cái đoạn đất mà nó trượt xuống là chết. Có đùa. Khó làm không? Chỗ này lại đất đâu quá nhỉ? Cho em đi nhờ xuống đây em ngắm xuống cái cầu này tí. Cho em đi nhờ tí nhá. Báo cho các cháu đi nhờ tí. Rồi. Xem nào. Cái cây này thôi chắc có khi là không cần chặt. Cây này để giữ đất. Đấy. Nhìn từ đây vào mặt cầu thì cũng hơi dốc đấy, không phải là không dốc đâu. Bỏ đi hết nhá. Riêng cái đoạn đất này nhá là gạt đi hết nhá. Để khoan đá thôi. Tức là vẫn để cái chỗ để đứng nhưng mà mình phải cuốc hết nhá anh nhá. Nhớ chưa? Cười cái gì? Tí nữa phải đào lên tận đây này. Khu này này anh ạ.
Ai đang phát ở đây nhỉ? Bảo phát nốt cho nó sạch cái chỗ kia cho em nhìn nhé. Đấy, từ đây đi. Đây, thực thế cái cảnh vách đá này. Em ơi, đứng cẩn thận nhá. Ồ, cái gì trượt xuống đấy là chết người đấy nhá. Không phải đùa đâu, một phát là xuống suối luôn đấy. Suối này toàn đá thôi. Mà cao ở đây xuống dưới nó phải tầm 20 mét. Kinh lắm. Đấy, thông về đến đấy rồi đấy. Còn mỗi chỗ rác rác này bỏ lắm. Công nhận mọi người ở đây khỏe thế không biết được. Gọi là những chiến binh thực sự luôn. Ngày nào cũng làm đường, ngày nào cũng làm đường. 2 tháng rời quần quật rồi. Chưa nghỉ một ngày nào, trừ khi trời mưa. Đây, cho các bạn xem và các bạn tưởng tượng là cái vách đá này ấy, thì nó là một cái vách đá liền khối. Là một cái khối đá rất là to. Phải tầm... kia phải mấy trăm mét vuông ở chỗ này ấy. Đấy, nên là cái mái của nó đây. Cái mái nó đúng mái chéo như này. Nó không phải thẳng đứng nữa nhá, mà nó chéo một góc khoảng 45 độ gì đấy. Đấy. Thì từ cái chân cầu mà đến chỗ chân mình đứng này để bắt vào đây, từ ra đến đây, ra đến cái khu mà các cô đang cuốc này là nó rơi vào khoảng độ 27 mét, tầm đấy 27 mét là chiều vách đá ấy. Đây là cái đoạn đường mà từ đầu mình đã cảm thấy là rất là khó khăn, gần như là khó khăn nhất ở trong cái đường này. Đoạn này và một đoạn ở trên kia nữa cơ, chứ không phải riêng đoạn này. Trên kia gần qua cái máy tời kia một đoạn nữa, nhưng đoạn này là khó hơn. Giải quyết được đoạn này thì nhẹ gánh rất là nhiều đấy. Làm từ từ cẩn thận đấy. Úi thấy động chân em rồi đấy. Úi vách này còn không có chỗ đứng rồi anh nhỉ? Không có chỗ đứng cơ, không bị dở. Khó đấy, cái lúc khoan là cũng khó đấy các bạn ạ. Không có chỗ đứng, không biết là phải cần dây bảo hiểm như thế nào. Ui, em ơi đứng cẩn thận em ơi. Đứng cẩn thận nhá. Phát xuống đây là không thấy người nữa đâu đấy. Sợ lắm. Cầm dây, cái dây cầm cẩn thận nha. Chắc không đấy cái dây anh cầm ấy. Dài ơi, dài không có dài đâu. Nguy hiểm quá, khó thấy cả tim rồi. Đây có lẽ là cái đoạn mở đường mà nguy hiểm nhất các bạn ạ.
nguy hiểm nhất cả cái đoạn đường này, cả cái tuyến đường này luôn. Em ơi đứng cẩn thận nhé, trượt chân xuống dưới cái là không có cái gì cầm đâu. Thôi bây giờ thế này, mấy khi thì có các anh vào chơi với bản thì thôi anh em nghỉ sớm tí cũng được. Ra tập trung làm, ai biết làm đi. Không cái đội kia có biết làm đâu. Thôi đi nghỉ hết đi. Ra đấy mỗi người một chân một tay, người bóc măng, người làm rau làm canh đi. Chiều ăn cơm vào xong làm. Hai thằng có thằng đi làm không? Thế phải ai biết làm mới ra chứ, như cái đội kia ấy nó có biết làm đâu. Mà bây giờ nó muộn rồi, phải tăng cường người đi. Đấy, thằng em mới đi. Đi. Đi thằng em đi. Hai thằng đi. Có hai người phụ nữ trẻ trẻ nữa. Hai người phụ nữ trẻ trẻ ra làm rau làm giếc gì. Con làm mấy mồ con rau rồi. Hai em ấy ra làm rau làm giếc gì. Bây giờ mình ra bản để xem anh em làm mổ dê mổ giếc như nào. Lúc nãy mấy thanh niên kia ra lại bảo là không biết mổ, thế giờ phải tăng cường thêm người ra. Cho anh cây này nhá, cây này á. Nó thích cái cây, nó lấy cái cây nó ngã xi, nó kề trên, nó lấy chúa trên. Thì em mua ra như thế bảo cây ấy. Cái cây ấy bảo, em bảo hoa xanh xanh đi á. Không phải đâu, cây xanh xanh ở nhà. À thế. Nó lấy cây chúa trên, nó kề trên, nó lại lấy chúa trên. Mua ra cái như này thôi. Mua ra như này thôi. Cũng được, cho anh cái cây đấy. Cái cây này thì cũng được, anh xin cảm ơn. Nhưng mà cái cây này thì nhà anh có rồi. Anh đang bảo là lấy cái cây kia cơ. Vừa ra mấy cây mình phải... Thôi anh cảm ơn nhé. Dạ, cô đi đâu về đây? Bố già hãy. Không biết nói, phải không? Ok, anh cảm ơn nhé. Đây phong lan thằng em mà cho đây các bạn ạ. Phong lan này là phong lan trúc. Cái này hoa vàng. Ừ, hoa vàng. Ok rồi, ok, khiêng xuống suối, dao dựa mang đi, thớt nữa. Đấy, bây giờ là cùng anh em là xuống suối các bạn ạ. Trên này nước nó cũng hơi thiếu một tí nên là xuống suối làm cho nó sạch. Ra khu vực suối đây rồi.
Ui, vực sâu thế. Hôm nay thì chính tay các thanh niên cống rua trổ tài cái món này và các cái món dê núi. Dao mèo sắc thế nhỉ. Dê này thì dê bản trên này. Không là mãi thật ca múa. Đây là cái lúc lọc pịa. Thật ra cái món nậm pịa này thì nguồn gốc xuất xứ là của người Thái ở trên Tây Bắc, đúc kết từ đời xưa rồi. Tức là cái pịa, nậm pịa là người ta lấy những cái đoạn ruột non, những cái phần mà dinh dưỡng của cái con dê, con trâu và con bò là người ta sẽ vắt ra và nấu chín lên cùng các cái gia vị đặc trưng ở trên này, như là mắc khén này, gừng này, sả này, ớt. Đây này, lấy đoạn này nhá, đừng lấy đoạn già. Đoạn này con lấy qua. Đoạn non thôi, lấy đoạn non thôi nhá. Đây. Đoạn này con non mà. Non. Đoạn già đừng lấy, anh cứ bóc ra hết được khác biết mà. Đây này, vắt những cái đoạn non này thôi. Non này đây. Nó khá chua. Đấy, bây giờ nhá, lọc ra. Lọc ra để tí nữa làm món tái. Là xương thì băm vào nấu canh măng. Xào một nửa. Ấy ạ. Xào làm mấy mâm nhỉ? 5 mâm à? 4 hay 5 mâm? 5 mâm nhỉ? 5 mâm nhá. Thế bây giờ nhá, em lọc thịt ra đi. Cứ lọc hết để anh bảo nhá. Đấy, đoạn non này thôi, cái đoạn kia có vẻ hơi căng rồi. Đoạn này đấy, làm mấy bát thôi mà. Không cần làm nhiều đâu, đấy buộc vào. Xong là mang về rửa sạch đi, mang về lên trên kia anh em làm. Có mắc khén không? Cái này phải có mắc khén đấy nhá. Gừng này, sả này, ớt này, mắc khén. Lá chanh. Được rồi, đấy cầm về đi. À rửa đi. Tí cầm về cái món này là nấu sau đấy. Nậm pịa. Còn cái bại này làm sạch sẽ đi để tí nữa luộc nhá. Luộc lên chấm pịa nhá. Dê này ngon đấy nhỉ. Dê này, dê đực thường được 3 lạng mấy nhỉ? Một yến là được 3 lạng 4 hay sao ấy? 3 lạng 4 hay là 3 lạng 8 mà nhớ mang máng thế thôi. Nói chung là không được 4 lạng đâu. Còn dê cái thì mới được có 3 lạng 2 thôi, 1 cân. Thì con này được, con này 26 cân nhỉ? 20 cân là được khoảng gần 8 cân. 6 cân nữa, cứ tính cho nó làm được 10 cân thịt. Xương thì nấu canh măng. Có rau chưa đấy, lúc đấy chú mua rau gì? Rau xanh ấy. Không mua rau xanh à? Ôi giời. Bây giờ nhá, em để cái phần nạc dày này. Để tí nó nướng. Đây, cắt ra đây. À không phải nướng mà là tái ấy. Đấy. Còn cái này thái ra để tí xào. Cái này thái ra đi. Cái này thái ra. Thái xào ấy. Cái này để vào chậu đi. Này. Để chậu. Lóc kỹ ra. Cứ như lóc kỹ ra ra phi nhá. Lóc kỹ ra là sẽ chung một tiêu yếu chiếu hú chứ mà. Đấy, thái ra luôn. Để tí xào lăn đấy, xào xả ớt đấy. Đừng thái nhỏ quá nhá, thái nó phải vừa vừa tầm đấy.
Đường thái nhỏ, mọi người nó không quen ăn nhỏ nhỏ đâu, thái to to ra. Vừa đó thằng ấy kìa, mẹ cái miếng da này nhai nào được, vừa vừa đấy chứ mà. Ây da, rau mèo này có mẻ không đấy? Thấy bé tí này kéo mẻ được quá. Cái này cắt đôi ra, cắt theo thớ nhá. Đấy, bổ theo đấy. Đấy, không cần nướng đâu, luộc, nhưng mà luộc khoảng 80% thôi, hiểu không? Tức là người ta gọi là tái ấy. Đấy, cái này tí mình cho vào cái nồi riêng cứ cho. Ừ, luộc, tái, gọi là món tái, hiểu không? Đấy, cho một nửa sang bên này đi. Một nửa bên này, các em lọc bên này. Đấy. Cái lầu đêm bế. Rơi cái gì? Rơi gan á? Thận á? Lặn xuống. Đúng là người Mông nhỉ? Toàn dùng dao Mông. Nhọn hoắt. Sắc lắm các bạn ạ. Dao ở đây anh em làm nhìn là thích à. Đấy, cái nào nó thịt nhiều thì em lọc ra để cho anh, thì anh hấp. Cái nào thịt nhiều ấy, còn cái nào thịt mỏng thì thái ra xào. Đấy, ví dụ miếng thăn này này. Cắt lấy miếng thăn. Chỗ này không lấy đâu. Cắt. À, dày phết đấy chứ nhỉ. Nhưng mà nó nhiều quá. Thôi em cắt chỗ này ra. Đấy, lấy một nửa chỗ nạc cái đó. Bây giờ nhá. Được một nửa chứ, một nửa xào, một nửa luộc chứ, em tính xem nào. Hình như chỗ này hơi nhiều rồi đấy nhá. Hơi nhiều rồi. Nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn thì lấy ra bớt đi. Cái nào mà ít nạc thì bỏ bớt ra. Đây. Đây. Đấy, chỗ này để tái nhá. Ai cầm cái chỗ này về đi. Cầm về trước nhá. Rửa qua nước sạch nhá, xong là luộc chín chưa chín nhá. 80% ở trong còn đỏ nhá. Vớt ra. Để tí nữa thái. Nhớ chưa? Đừng cho chín nhá. Cái món này gọi là món nộm thôi, nộm tái thôi nhá. Đây các bạn nhìn cái đường mà hôm trước máy xúc nó xúc cái này. Cao ngút thế này cơ mà. Đấy. Từ mặt suối dưới này cao lên đấy chắc nó rơi tầm khoảng 40 mét chiều cao. Phương thẳng đứng luôn đấy, vách ở đây ấy. Cái này có chuối ấy nhờ. Tí có chuối tiêu không? Nấu với nó. Thế là pịa là xong rồi à? Đâu xem nào, nồi pịa đâu? Chúng nó nhủ vào cái ba trắng kia thôi. Đâu, đã vuốt ra đâu đây thế? Vuốt rồi à? Vuốt rồi. Đâu, cái nào? Pịa đâu? Ơ, cho cái này xuống luộc đi. Không có nồi. Ở đây... Cái nồi gì? Luộc thịt đây. Thịt. Cho xuống cái này không cùng. Cùng á? Ừ, không sao cả. Xuống cùng đi. Đun to lửa lên em ạ. To đùng đùng lên đi. Nhớ cái thịt nhá. Nhớ cái thịt nhá. 70-80% thôi nhá. Ừ. Khi sôi lên cái là mình đảo qua cái là nhấc lên trước. Còn cái lòng phèo mình để lại đấy.
nhá. Còn cái bộ lòng này để tí băm vào nấu với bịa nhá. Cho cái ba trắng này thôi, thì để nấu chín vào. Đây gì, vớt bịa ra đây rồi gì? Đúng rồi. Anh lấy ấy đi. Lấy cái nồi, rửa cái nồi bé bé cho em. Đâu đổ vào đây. Xong là đập các cái gia vị vào sẵn sàng đi, trong tí nữa sắp ăn là mình sẽ ấy. Mình nấu luôn. Rửa đi, rửa nồi đi. Đấy, cho vào nồi đấy đấy. Đây giới thiệu với các bạn cái món pịa đặc trưng của người Thái và người Mông ở trên này thì cũng ăn. Thường thường là các dân tộc không phải riêng người Thái đâu mà là người Tày, người Mường và người, thật ra là bây giờ người Kinh cũng ăn. Đấy. Đặc pịa thì nấu bằng cái dịch là vớt vào trong lòng non ra đấy. Đấy được bằng này. Đấy. Cái này thật ra là ăn nó có cái vị đắng. Trong này gia vị thì có củ sả này. Anh ấy kiếm cho em mắc khén đi. Gừng, ớt. Ở trong này có lá chanh rồi đó à? Lá chanh là có rồi đấy. Nhưng mà hơi nhiều ấy anh ạ. Nhiều. Thôi được rồi, cho nó cay cay tí cho nó thơm, ngon. Còn cái lòng này cũng thế, lòng này tí nó băm vào đây nấu cùng nó. Cái lòng của cái tiện này này. Anh cho gia vị vào đây đi, mì chính, súp. Phải có mắc khén cái món này ấy. Anh đi kiếm kiểu gì kiếm hạt mắc khén này. Nhưng mà người Mông thì không ăn hạt mắc khén cơ nhỉ. Thịt xào đây. Anh em rửa cái nồi mỏng mỏng đi. Cho mỡ vào xào lăn đấy. Xào với sả với ớt nhá. Băm sả ớt nhiều nhiều vào. Còn cái xương này để tí nấu với canh măng. Cái xương này kiếm một cái nồi vần vào luôn đi. Vần vào bên cạnh ấy đi. Bên cạnh bếp đi. Đây này, chảo đây này, chảo đây này. Chảo này xào tốt này. Chảo gì đây nhỉ? Măng. Em để ý cái này nhá. Em lấy, cứ đổ nước vào đi anh bảo. Rồi, vừa thôi. Em lấy đũa ngồi đây liên tục. Khi mà nó sôi lên mình phải ngồi lên cục nha. Mà vừa lửa vừa thôi. Để nó không bị bùng nhá. Không, nó bùng phát là hỏng luôn. Khi nó bùng là nó mất hết cái pịa luôn nhá. Nhớ đấy là ngồi ở đây cầm cái đôi đũa ngoáy điều chỉnh nó. Cho nó sôi lâu một tí thì cái lòng nó mới chín. Nhưng mà để nó sôi từ từ thôi. Để mà nó bùng lên phát là tí nữa là bay hết cái pịa luôn nhá. Sôi rồi cái gì? Sôi rồi thì thôi để vần xuống tí nữa sắp ăn mình lại nấu tiếp một phát nữa. Tại vì cái này là phải đảo thôi, không là muộn. Em cứ để gần ra đây cho anh. Một nửa thôi. Rồi, đảo qua một tí. Thịt. Chia làm hai mẻ, làm kiểu gì làm. Đấy. Cho súp cho mì chính nhá, nhớ nhá. Cái này nhớ chín tới nữa nhá, khô nhá. Dê này thì ít người không ăn. Dê với chị chó. Ok rồi em, được rồi, chín tới rồi.
dê nó mới ngon. Nồi đâu em? Mua cái đâu? Cứ mày đặt cái vung nồi lên rồi. Chào, cho vào đây à? Ờ. Đấy. Đấy, hôm nay mâm cơm là chơi theo hình mâm dài. Được 4 đĩa không? Cái đĩa này đĩa thoải mái nhỉ. Cái loại đĩa này á, ra quán nó làm 2 đĩa. Đĩa người ta làm đĩa mỏng dính rồi mà, mình thì chơi đĩa này mà nhỉ. Được. Cho nó chất. Thơm ấy nhỉ, xả ớt thơm đấy. Nước miếng ngon lắm. Bảo vợ sắp bát đũa ra cho anh vậy. Sắp vào luôn đi. Rửa rau. Cho nó sôi lâu một tí tại vì nó có lòng ấy. Lòng sống ấy. Không biết vẩy rau à? Nó rơi. Nó rơi. Đây an ninh ơi. Ông này ông không biết vẩy rau ra ngoài ướt. Chắc là nó không dùng giá đúng không? Đấy cho khô đi xong cho ra bạt đi. Cho ra mâm quên. Ra bạt. Vẫn còn để nguyên. Ừ đấy. Cho mâm mình lại. Ta làm rửa cái này. Phạt. À hay là rửa nó lại bó lại đúng không? Chạy nó bó lại. Cứ tưởng là rửa mà nguyên bó không bó ấy. Phải nghiên cứu lại cái ông rửa rau đấy. Hay là bà rửa. Nước chấm, lấy bát nước chấm. Chết rồi. Nãy dặn khua đi mua tương nhưng mà lại không biết nói tiếng Kinh. Đâm ra không mua được. Chấm nước mắm tạm vậy. Súp mì chính. Súp mì chính ít thôi nhá. Được rồi. Đấy. Cái này lúc nãy bảo số đi mua vừng rang thơm đấy cho vào nhưng không có. Ôi, có như nào ăn vậy? Vừa phải em kiểm soát nhá. Thôi. Mì chính. Cái này là món dê nộm các bạn. Thôi. Ok. Đảo lên. Cho chanh vào một tí là được. Đã gì đấy? Đây là món pịa. Xem cán bộ địa chính chế tạo lại cái món pịa. Lúc nãy thằng em nó cho hơi nhiều nước đâm ra nó loãng các bạn. Đắng thì vẫn đắng nhưng mà nó hơi loãng. Thì phải thêm một tí ấy vào. Đúng ra cái nước pịa ấy nó phải hơi sệt sệt một tí. Đây là cái gì đây? Là đắng. À là đắng à? Cho thêm vào để cho nó đắng hơn đấy gì? Ừ đúng rồi. Này vào nó đắng. Rồi. Cái này nó chưa được đau bụng ấy. Ừ. Cái này để chấm lòng nhá. Chấm lòng luộc rất là ngon. Đâu à? Xong. Rồi. Đấy. Hơi nhiều đấy. Thiếu mỗi mà khén thôi. Thế mà không gọi để anh lên nhà. Ok.
Xong. Ây giờ cái này là tiết canh của các anh chứ? Vâng. Đà thẳng cái này hả? Vâng. Siêu to khổng lồ này. Cẩn thận nhá, đừng kịp lắm nhá. Ừ. Bác áo đỏ, bác cao tuổi cứ lên trên thôi. Đây là món tiết đặc sắc của người Mông ở đây. Xô bỏ cái đi ạ. Ngồi trên này à? Đây, ngồi 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 hết này, ngồi dọc này. Cho ra bát, cho ra bát. Dầu múc cái gì đi? Có đĩa không? Mượn đĩa. Múc đĩa là ai? Hả? Không, rau này. Rau này múc cái đĩa mà. Đĩa là ai? Ừ. Này có đĩa. Tìm đĩa đi. Anh Giáng ơi, còn đĩa không? Cho ra cái rau xanh này ra này. Mượn mượn anh Dê mấy cái đĩa đi. À lại mượn anh Dê mấy cái đĩa đi. Anh ok chưa? Ôi báo cáo với các bác nhá. Các anh các chị ở trong bản là hôm nay mình rất là vui. Bản mình là có đón 9 anh là các anh ở bên Thái Nguyên hôm nay là sang để trải nghiệm cùng với bà con. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng động viên bà con một tí là hôm nay có mua một con dê cho bà con đấy. Là buổi trưa nay là ăn uống tẹt ca bô nhá. Lâu lắm rồi mà có một bữa là tuyệt vời cho bà con làm đường như này. Đấy, và cái thứ hai là chiều nay anh em cũng muốn lên bản làng một chút, có những cái xuất quà ý nghĩa gửi tới bà con. Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn tới đoàn của các anh ở bên Thái Nguyên. Anh Thùy là trưởng đoàn thì có đôi lời gì phát biểu với bà con. Vâng. Trước hết xin cảm ơn toàn thể tập thể của bản làng đây. Chúng tôi là từ Thái Nguyên lên. Đầu tiên muốn hỏi thăm sức khỏe, sau đấy là muốn xem một vài công trình của anh Tú đây, anh đang làm ở tại bản. Thì hôm nay có một bữa cơm thân mật này, tôi thay mặt toàn xin cảm ơn tấm lòng của tất cả thôn bản đây. Xin cảm ơn. Rồi. Rồi. Vỗ tay. Tuyệt vời. Nâng chén rượu nhá. Rồi rồi, nào. Đoàn kết nào. Lên nhá, hết nhá. Ờ. Rồi. Rồi, xin ơi em ơi. Hết luôn nhá. Rồi, hết nhá. Nào. Đấy, anh em hôm nay là uống tẹt bông nhá, tí lên giao lưu với các bác nhá. Mỗi người lên làm 3-4 chén. Ở đây các anh uống rượu tốt lắm. Đấy, chưa gì người ta đã mời trước rồi kìa. Cảm ơn anh cùng với các anh đến thăm bản làng. Rất là vui. Sức khỏe nhá. Qua chúc các anh đi. Đại diện cho tròn chim. Vâng, cảm ơn anh. Nào, rồi, rồi, xin mời tất cả anh em nhá. Nào, 1, 2, 3, vô. 3, vô. 2, 3, vô. Hết nhá. Anh em hôm nay tẹt cabo đi. Mấy khi khách đến chơi nhà. Tí nữa còn lôi khèn ra múa nữa nhá. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Nào. Bắt đầu nhá. Anh ngồi nhá. 1 2 3 zo. 2 3 zo. 2 3 uốc. Lần thứ 3. Sao cạn đi. Cạn luôn. Thì uống thì cạn luôn. Cố gắng nhá. Rồi,
áo gió đẹp đấy anh em ạ. Sau khi ăn cơm cùng gia đình thì các anh ở đây có một chút quà gửi đến bà con, thì em anh cho mọi người cầm về xong là tự phát với nhau nhé. Đây ra đây lấy đấy. Bê cái tải xuống. Bê cái tải ấy vào nhà đi. Gọi mọi người ra đây. Cái này phát ở ngoài kia. Còn đi nữa mà. Cái này thì coi như tí nữa em cứ phát cả trên kia xong chia cho mọi người. Chia cho mấy chị em ấy, anh em mặc để lao động. Đấy, mua luôn cả gạo nương của anh em trong bản cơ. Hai bao này thì biếu cả nội cả ngoại gì nữa. Áo Z à? Áo Z mỡ, đúng rồi. Cái này là cho nam. Cái này là cho nữ. Cái này là áo nữ. Rồi, đấy. Mang lên trên bản nhá, khua nhá. Mang lên trên bản cả cái này. Xong rồi phát ra mỗi người cái, toàn áo đẹp ấy. Áo mới. Nha. Toàn đồ đẹp. Trẻ con. Để nó cho hai cái trẻ con, đứa trẻ con cái áo này nữa này. Đây cả cái đồ này nữa. Cho bí thư một hộp, cho bà con trưởng thôn một hộp. Chụp chết rồi, ướt hết rồi. Còn bao hộp này em ơi, bao hộp này mang lên trên kia. Anh em làm. Mà chưa nhá. Rồi. Em sẽ lấy gần nhất được không anh? Dạ. Thôi xin phép nhá. Xin chào anh cùng bà con. Ngày mai kia lại vẫn tiếp tục nhá. Chào anh Ninh nhá. Em về nhá. Rồi, cảm ơn. Rồi. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Một chuyến hành trình rất là ý nghĩa của các anh Thái Nguyên đã mang những cái phần quà rất là ý nghĩa đến với bà con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo về con đường huyền thoại Cống Rua.